Chào mừng các bạn học sinh lớp 4 đến với tiết học mỹ thuật với chủ đề Ngày hội mùa xuân, tiết 1, vẽ cây. Hoạt động 1, quan sát nhận xét. Trên đây thầy có một số bức tranh về những loại cây khác nhau trong cuộc sống hàng ngày chúng ta thường gặp ha. Đầu tiên đó là cây dừa và cây mít, cây chuối, cây khoai môn. Những loại cây này đều có những đặc điểm khác nhau phải không nào? Cây dừa thì có những tàu lá thật là dài, những chiếc lá nhỏ xếp đều trên tàu lá rất là đẹp. Tiếp theo là cây mít, thuộc loại thân gỗ, có những chiếc lá nhỏ tựa như những bàn tay. Tiếp theo đó là cây chuối, là một dạng thân đứng, có những tàu lá thật là to và rất là mềm. Cây khoai môn thì một dạng lá hình trái tim, thân cũng rất là mềm, không được cứng cáp giống như là cây mít hoặc là cây dừa. Đó, chúng ta vừa quan sát bốn loại cây thường gặp trong thiên nhiên. Thì trong cuộc sống chúng ta hàng ngày được thấy rất nhiều loại cây khác nhau phải không nào? Đó, ngoài ra trong sân trường chúng ta còn được thấy đó là cây bàng nè, cây chuối hàng ngày xung quanh nhà chúng ta nữa phải không nào? Những bộ phận chính của cây gồm có những bộ phận như sau, đó là lá cây, cành cây, thân cây và gốc cây và một số bộ phận khác nữa ha các em. Chúng ta cùng quan sát một số màu sắc các loại cây trong tự nhiên nhé. Tại sao lại có những màu sắc khác nhau như thế này? Những màu sắc khác nhau như thế này sinh ra phần lớn là do thiên nhiên. Giống như hình số 1 có một màu bạc, không có tươi sáng lắm. Đó là do mùa đông ha. Cây về mùa đông thường là nhìn có vẻ là khô cằn, thiếu sức sống do lá đang rụng hết đi rồi. Hình số 2 thì có một màu nâu, màu vàng, do là mùa thu lá chuẩn bị rụng đi, có nó những chiếc lá có thể ngã sang những màu vàng. Và hình số 3 là một hình đó là mùa xuân. Mùa xuân thì là lúc mà cây cối đâm chồi nảy lộc nhiều nhất phải không các em? Ngoài ra cây cũng có những màu sắc khác nhau phụ thuộc vào ánh nắng nữa. Ví dụ như hình số 4 đây, cây có vẻ tối hơn là do bầu trời có vẻ thiếu nắng. Vậy thì màu sắc của cây phụ thuộc vào thời tiết nè, phụ thuộc theo mùa nè, phụ thuộc vào ánh nắng nè, thì sẽ tạo ra những màu sắc. Khi mà chúng ta nhìn thấy ra những màu sắc khác nhau các em ha. Vậy thì con người chúng ta khi trồng cây thì có những tác dụng và lợi ích gì nào? Trồng cây thì có rất nhiều lợi ích, như chúng ta là thấy những cây mà che bóng mát tại sân trường nè, những trái cây mà gia đình chúng ta ăn hàng ngày nè, cây cảnh là ba mẹ ông bà chúng ta thường chơi, cây kiểng bonsai ở nhà nè, bàn ghế nè, giường này chúng ta nằm ở nhà nè, đó, những chiếc bàn mà được bày ở phòng khách chúng ta này cũng được tạo ra từ những chiếc cây phải không các em? Đó, cây thì che bóng mát nè, cây ăn trái thì cho chúng ta trái để ăn nè, ngon quả ngon, hoa đẹp nè, cây bonsai thì cho chúng ta những cây cảnh thì là đẹp nè, cây lấy gỗ nè thì cho chúng ta cái gỗ để tạo ra những đồ mỹ nghệ nè. Trong gia đình chúng ta thì là đẹp phải không? Qua tiếp theo hoạt động 2 chúng ta sẽ qua, đó là hoạt động cách vẽ cây. Cách vẽ cây thì thầy sẽ cho các bạn làm 4 bước. Bước 1 là vẽ hình dáng chung của cây. Bước 2 vẽ phác và vẽ nét giống lá này hoặc cành cây. Vẽ chi tiết thân, cành lá. Và bước 4 là vẽ màu theo ý thích. Đây thầy có hình minh họa cho 4 bước, các bạn tham khảo ha. Bước 1 là chúng ta sẽ phác sơ, bước 2 chúng ta sẽ vẽ chi tiết
cành lá gần giống với những cây chúng ta biết. Và bước 3 là chúng ta sẽ xác nhận những đặc điểm lá thân mà chúng ta quan sát được. Và bước 4 là chúng ta sẽ tô màu và vẽ thêm những hình ảnh phụ khác nữa cho bức tranh chúng ta trở nên đẹp hơn ha. Trước khi vào bài vẽ thì thầy có một số lưu ý như sau: hình số 1, hình số 2, hình số 3. Thì ở đây có 3 hình và 3 bố cục khác nhau. Vậy các bạn nào cho thầy biết 3 hình này có điểm gì chưa đạt và điểm gì đã đạt rồi nào? Hình số 1, đây là chúng ta sẽ có một cái hình cây ở xa xa ha. Thì bức tranh số 1 này nó bị rất là bố cục bị nhỏ, và xung quanh còn rất là nhiều khoảng trắng ha, giấy trắng, thì bài này sẽ bị bố cục bị nhỏ. Còn hình số 2 là một bức tranh mà vẽ cái cây quá to phải không nào, quá chật chội trong một cái khung giấy trắng ha. Còn hình số 3 thì như thế nào? Hình số 3 sẽ có một cái cây cân đối với giấy vẽ đó. Thầy có ba lưu ý như thế này để sau khi các bạn thực hành thì các bạn sẽ biết được vẽ một cái cây như thế nào để cho nó phù hợp với tờ giấy vẽ của mình ha. Sau đây thì cho các bạn xem một cái bức tranh của các bạn học sinh tham khảo ha. Đó, rất là đẹp phải không nào? Có nhiều kiểu vẽ cây khác nhau, có nhiều cây mà chúng ta có thể là dựa vào thiên nhiên, dựa vào trí tưởng tượng của chúng ta để vẽ ra những cái cây thật là đẹp phải không nào? Tiếp theo chúng ta qua bước thực hành. Các bạn hãy vẽ một cây hoặc là một vườn cây mà mình thích ha. Hoạt động tiếp theo chúng ta hãy cố gắng hoàn thành bức tranh của mình thật là nhanh. Nếu các bạn mà không hoàn thành kịp thì các bạn có thể là dành những thời gian rảnh ở nhà để hoàn thành những cái bức vẽ của mình ha. Và nhớ để chuẩn bị đồ dùng cho bài học sau nhé. Thì chúc các bạn chăm ngoan học giỏi.